Xin chào bạn, hiện tại thì mình Coffee Shop đang phân phối cái sản phẩm là nước mắt gan dòng đỏ. Thì cái nước mắt gan này được cái công dụng của nó chủ yếu là bồi bổ sức khỏe đối với những cái người mà có chức năng gan yếu hoặc là hay uống rượu, giúp thải các độc tố, tránh những cái độc tố ảnh hưởng đến thần kinh. Thì về cái thiết kế bên ngoài mình thấy nó ở cái dạng túi rất là dễ cầm đó, người có thể đấy, có thể là tặng quà cho mọi người nhân những cái dịp lễ Tết hoặc là những cái ngày mà kiểu hay nhậu nhẹt uống rượu nhiều thì nên dùng cái sản phẩm này. Thì đối với cái sản phẩm này là gồm 80 ml và 30 gói, thì trong mỗi cái hộp này gồm 5 gói thì mình cũng khui hộp luôn để cho các bạn dễ theo dõi. Đó, thì trong này nó còn sẽ có 5 gói. Mọi người có thể thấy bên dưới của những cái sản phẩm này đều có hạn sử dụng, đều có hạn sử dụng ở dưới này. Mà bên ngoài vỏ thì đều có mã vạch. Bên trên đây là đều là những cái thông tin sản phẩm và cái chức năng công dụng của nó. Cái công dụng được chứng minh trên toàn thế giới thì cái ở trên bên trên hình này chính là cái cây tự nhiên hoang dã. Cây này có tên tiếng Anh là Hovernia dukis, hay còn gọi là cây nho khô phương Đông, đã được nhân rộng và trồng rất nhiều ở trên thế giới. Thì cây này nó cũng rất tốt cho gan, và thường thường cái sản phẩm này sẽ sử dụng cho cái người có chức năng gan suy yếu này, có bệnh về gan và cần thanh nhiệt giải độc cơ thể, gầy yếu, cơ thể suy kiệt, hoặc là những cái người uống rượu bia rất là nhiều để bảo vệ gan và dạ dày. Người dùng thuốc tây thời gian dài thì cũng nên uống cái loại này để đào thải cái những cái chất dư thừa ở trong thuốc mà nó đang đọng lại ở trong cái cơ thể. Và cái cách sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn có thể là uống 2 lần một ngày đối với những người lớn, hoặc là mỗi lần một gói nếu các bạn có thể uống trước khi uống rượu hoặc là sau khi sử dụng rượu. Thì các bạn nên sử dụng sản phẩm này để bảo vệ dạ dày cũng như là đào thải độc tố từ gan, giúp cho cái chức năng gan của chúng ta tốt hơn. Các bạn muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ với covishop.vn hoặc số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.